Sự kiện Ngày Vận động cho Việt Nam, Việt Nam Advocacy Day, lần thứ 8 diễn ra tại Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 7, với sự góp mặt của khoảng 250 người Mỹ gốc Việt đến từ 23 tiểu bang để vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS, đại diện cho ban tổ chức Ngày Vận động cho Việt Nam, cho Đại Á Châu Tự Do biết thành quả lớn nhất mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt đạt được qua các lần vận động hàng năm với chính giới Hoa Kỳ là vào cuối năm 2016, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật Magnitsky toàn cầu để trừng phạt đích thân các giới chức chính quyền và những người hợp tác với họ vì những vấn đề vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng hoặc can dự vào các vụ tham nhũng lớn. Cái vấn đề quan trọng nhất năm nay đó là yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ thực thi cái đạo luật Magnitsky đối với Việt Nam. Bởi vì chúng tôi đã nộp một cái danh sách, nhiều danh sách, tổng cộng là khoảng 180 giới chức chính quyền Việt Nam mà chúng tôi có chứng cứ là đứng đằng sau các vụ đàn áp một cách rất là khốc liệt. Và hiện nay chúng tôi lại tiếp tục lấy thêm thông tin về nhiều giới chức nữa đứng đằng sau các vụ đàn áp những cái người biểu tình vừa rồi, ngày 10 và ngày 17 tháng 6 vừa qua. Thành ra cái đó là một cái trọng tâm rất lớn. Cái trọng tâm thứ hai là trừng phạt tập thể, là chúng tôi yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hãy đưa Việt Nam vào trở lại cái danh sách các quốc gia đặc biệt quan tâm là CPC vì đàn áp tự do tôn giáo một cách hết sức là nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cộng đồng người Mỹ gốc Việt còn kêu gọi chính giới Mỹ yêu cầu Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo, bãi bỏ các luật định vi phạm hoặc hạn chế nhân quyền, công nhận và cho phép các tổ chức xã hội dân sự độc lập hoạt động, hỗ trợ chương trình bồi thường tài sản của công dân Mỹ gốc Việt bị chính quyền Việt Nam trưng dụng tịch thu mà không được đền bù, đồng thời kêu gọi thêm nhiều chính giới Hoa Kỳ đồng bảo trợ và bỏ phiếu thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam HR 5621. Riêng về cộng đồng Houston á, thì chúng tôi sẽ vận động cho em Will Nguyễn. Em Will Nguyễn kêu họ ủng hộ làm sao mà trả được tự do cho em. Và cộng đồng cũng muốn nhấn mạnh rằng từ xưa đến nay rồi, không có được nhiều dân biểu sponsor cái bill của mình, Human Rights Act. Cái lý do chính mà người thượng phải đặt mình ở trong trường hợp đó là phải bỏ nước mà ra đi thì chủ yếu là về vấn đề tự do tôn giáo. Tại vì bên chính quyền họ có rất là nhiều cách để mà đàn áp tự do tôn giáo. Trong đó thì họ sử dụng những cái phương cách đó là thay vì họ ép người tín đồ phải bỏ cái niềm tin của mình mà họ ép không được thì họ sẽ dùng cách đó là tịch thu đất đai của những cái người thượng đó để kiểu như là làm một cái gì đó trao đổi cái niềm tin của họ. Thì bằng cái cách đó là anh không muốn bỏ đạo thì tôi sẽ lấy đất của anh để tôi làm cái vật trao đổi. Nếu như mà anh đồng ý anh bỏ đạo thì tôi sẽ trả lại đất cho anh. Nhưng mà thật ra đó thì ngay cả khi mà họ có đồng ý bỏ đạo hay là không thì cái đất của họ vẫn bị mất. Phái đoàn đến từ North Carolina còn nêu các vấn đề Phật giáo Hòa Hảo bị đàn áp, cũng như các trường hợp tù nhân lương tâm Phật giáo Hòa Hảo. Và phái đoàn đến từ tiểu bang Georgia trình bày với chính giới Hoa Kỳ về những hành vi khủng bố của hội cờ đỏ được cho là do chính quyền Việt Nam hậu thuẫn nhắm vào cộng đồng công giáo tại Việt Nam. Tại buổi họp khoáng đại diễn ra ở tòa nhà Quốc hội vào sáng ngày 10 tháng 7, Đài RFA ghi nhận có sự góp mặt của nhiều diễn giả đại diện cho hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ như Phụ tá Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Scott Busby, dân biểu Alan Lowenthal, Thượng nghị sĩ John Cornyn, cùng đại diện của các tổ chức chính phủ về nhân quyền và tôn giáo. Clearly, we have a lot of work to do. And that's why I come bearing recommendations from the U.S. for the U.S. government from USERF regarding religious freedom in Vietnam. First, the State Department should designate Vietnam as a country of particular concern. Một cách rõ ràng, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm với chính phủ Mỹ liên quan đến tự do tôn giáo ở Việt Nam. Do đó, USCIRF trước hết là đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đặc biệt quan tâm CPC, vì chính quyền Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống. Thứ nhì
là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần nêu vấn đề tù nhân lương tâm với chính phủ Việt Nam một cách kiên định, không chỉ qua các cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ mà thôi. Phải xem đó là vấn đề quan trọng của chính phủ cần được thảo luận. Và thứ ba nữa là chính phủ Hoa Kỳ cần áp dụng đạo luật Magnitsky toàn cầu đối với các giới chức và cơ quan đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Please remember that you are speaking not only with your voice, but also with the voice of these prisoners. Xin hãy nhớ rằng tiếng nói của quý vị với chính giới Hoa Kỳ không phải là cho chính mình, mà quý vị đang cất tiếng nói hộ cho rất nhiều người ở quê nhà bị chính quyền Việt Nam bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Hãy lên tiếng với chính giới Hoa Kỳ rằng cần yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thực thi theo đúng luật pháp ngay lập tức và vô điều kiện. Trong ngày 11 tháng 7, một phái đoàn gồm 20 người Mỹ gốc Việt có cuộc họp với Bộ Ngoại giao và Yusuf. Cũng trong cùng ngày, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, VCHR, có trụ sở ở Paris, Pháp, tổ chức một cuộc hội luận tự do tôn giáo và nhân quyền Phật giáo đồ Việt Nam và Tây Tạng bị bách hại tại Ủy hội Hoa Kỳ về tôn giáo quốc tế Yusuf để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ đặt Việt Nam trở lại danh sách CPC. Chúng tôi trình bày nói lên cái hiện trạng đàn áp tự do tôn giáo tại Việt Nam nói chung của các tôn giáo tại Việt Nam cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cũng như nói lên cái bộ luật mới về tôn giáo mà nhà cầm quyền Hà Nội vừa thông qua. Nhưng mà cái bộ luật này thì nó chỉ để bảo vệ cho chế độ của nhà nước để đàn áp các tôn giáo, chứ không phải là một cái bộ luật mới để bảo vệ các tôn giáo, đặc biệt là cho cái trường hợp bị đàn áp trên 40 năm qua của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trước đó, trong ngày 7 tháng 7, Hòa cùng cộng đồng người Việt ở Âu Châu và Úc Châu, cộng đồng người Việt ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận, tổ chức một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam để phản đối dự luật đặc khu kinh tế và đòi bãi bỏ luật an ninh mạng vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua hôm 12 tháng 6 năm 2018. Qua sắc luật an ninh mạng và dự luật đặc khu kinh tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng đã phạm tội phản bội Tổ quốc. Mời quý khán giả Đài Đáp Lời Xuống Núi nghe phần bình luận của Nguyên Anh với tựa đề Bán nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bội dân tộc, sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Đảng Cộng sản Việt Nam giành lấy đất nước bằng bạo lực, đã cai trị đất nước theo cung cách độc tài, dã man, vẫn được duy trì cho đến hôm nay. Dù ngày nay, loài người đã tiến vào thế kỷ 21, kỷ nguyên của văn minh và phát triển. Thế nhưng, Việt Nam vẫn lội ngược dòng chảy, vẫn là một đất nước phát triển thấp, có tỷ lệ cao về đói nghèo trên nhiều vùng của đất nước. Việc Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội thống nhất ra luật đặc khu nhằm cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta là Trung Cộng mượn đất đến 99 năm tại Vân Đồn, Quảng Ninh, Vân Phong, Khánh Hòa, Phú Quốc, Kiên Giang đang nói lên điều gì? Nhiều dư luận cho rằng đây là bước tiến của thỏa hiệp Thành Đô, nơi mà Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười cùng Bộ Sậu đã thỏa thuận với giặc trong một âm mưu bán nước Việt Nam trong lộ trình 30 năm. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai đưa ra được văn bản chính thức hội nghị Thành Đô. Vì thế, đây là một thông tin không rõ sự thật. Cho dẫu nếu có, thì cái Đảng Cộng sản Việt Nam cũng giấu giếm chứ không dạy gì trưng ra. Tuy nhiên, với nguồn thông tin trên Internet ngày nay, thì xác suất bị lộ thông tin rất dễ dàng khi chúng ta thấy được công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng. Vậy thì, vì lý do gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành việc bàn giao đất đai của Tổ quốc cho giặc với danh nghĩa cho thuê đến gần một thế kỷ? Về chính trị, sự sụp đổ của chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới đã làm rạn nứt kết cấu tư tưởng trong đầu người Cộng sản. Họ đã không còn tin vào con đường mà đảng của họ kiên định đi theo, vì không biết bao giờ mới tới, như lời Nguyễn Phú Trọng. Tất cả những đảng viên đều tranh thủ bóc hốt làm giàu cho bản thân mà người dân đã dễ dàng nhìn thấy qua vụ Đinh La Thăng, Nguyễn Tân Dũng, vân vân. Lúc nào chúng cũng ra rã hô hào tiến lên chủ nghĩa xã hội, con người mới xã hội chủ nghĩa, nhưng bên trong thì tham nhũng, làm giàu bất chính và tẩu tán tài sản ra ngoại quốc, khiến nguồn tài nguyên Việt Nam đã gần như cạn kiệt. Về kinh tế,
Sự việc cho giặc tàu thuê đất hôm nay là sự chấm hết của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một nền kinh tế quái vật tồn tại song song hai hệ thống doanh nghiệp là tư nhân và nhà nước. Còn quái vật nhà nước với nhiều đặc quyền đặc lợi do đảng ban phát đã nuốt chửng nền kinh tế tư nhân eo uột của Việt Nam. Những doanh nghiệp tư mau chóng chết thực sự sau đó khi bị chính con quái vật quốc doanh chèn ép. Nên, ngày nay nhìn vào trong nước chúng ta thấy gì? Chỉ thấy những đại gia đầu cơ đất, đầu cơ thị trường chứng khoán ảo và kinh doanh đa cấp, họ không còn thiết tha mặn mòi với việc sản xuất. Bởi vì hàng hóa từ nhà sản xuất mà ra đến tay người tiêu dùng thì phải đội hàng chục thứ thuế, phí, thêm vào đó là giá xăng, dầu, điện, nước ùng ùng tăng lên, làm cho sản phẩm của Việt Nam không cạnh tranh lại ngay trong nước với các sản phẩm của khối WTO hay từ Trung Cộng về mẫu mã cũng như giá cả. Điều quan trọng trên hết làm chết nền kinh tế Việt Nam là chính đảng Cộng sản đã mở cửa cho hàng hóa Trung Cộng tràn ngập thị trường trong nước từ Bắc chí Nam. Việc thu thuế cũng nhập nhằng không rõ ràng, chỉ làm giàu cho một nhóm người có chức quyền. Ngoài ra, những sản phẩm của giặc đều có chất độc hại nhằm thủ tiêu một dân tộc có tên Việt Nam qua sự thông đồng của đảng Cộng sản Việt Nam. Về quân sự, nếu so sánh với giặc tàu hôm nay, quân sự Việt Nam là một sự khập khiễng. Vì đảng cầm quyền Việt Nam chỉ là một loại dây leo bám vào các cường quốc. Năm xưa chúng bám vào khối Cộng sản quốc tế để có được viện trợ mà cưỡng chiếm miền Nam bằng mọi giá. Thế nhưng, bàn cờ thế giới đã thay đổi, nên chỉ còn trơ trọi lại bốn nước Cộng sản, Bắc Hàn, Cuba, Trung Cộng và Việt Nam. Nhìn vào bản đồ ba đặc khu thì giặc tàu đã nắm hết đất nước Việt Nam theo thế kiền ba chân, Bắc Trung Nam. Thực chất của các đặc khu này là lãnh thổ của giặc trên quê hương. Đừng nghe đảng tuyên truyền mà hãy nhìn vào các khu phố tàu, các khu công nghiệp của tàu tại Việt Nam thôi, sẽ thấy không có cơ quan hành chính nào của Việt Nam có quyền can thiệp. Vậy, ở cấp cao hơn là đặc khu thì rõ ràng đó đã là đất của bọn giặc phương Bắc, nên nhà cầm quyền Việt Nam đừng hòng mơ một sự kiểm soát nào khi đã bán cho giặc. Còn người dân Việt Nam sẽ lạc lõng ngay trên chính quê hương của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là một bọn bán nước vong nô. Chúng tồi tệ hơn Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc năm xưa, vì hai nhân vật này chỉ là những nhân vật đơn lẻ, và mặc dù mang tiếng nghìn thu là bán nước, nhưng họ chưa hề bán một tấc đất nào của Tổ quốc. Còn Đảng Cộng sản hôm nay, mà điển hình là Bộ Chính trị Trung ương Đảng, chưa đến 20 nhân vật cùng cái quốc hội gần 500 đại biểu, trong đó 95% là đảng viên khi thông qua luật đặc khu và giao đất đai tiền nhân gây dựng cho giặc thì chúng đã phản bội lại dân tộc. Đó chính là tội phản bội Tổ quốc. Đồng bào ơi, hãy xuống đường, hãy cất lên tiếng nói của mình, hỡi người dân Việt Nam. Và nếu chúng vẫn coi chúng ta như người đứng bên lề, thì mỗi người một lít xăng cùng nhau tiến về tòa nhà quốc hội, về trụ sở Trung ương Đảng để đốt cháy một chủ thuyết sai lầm, một bọn người giáo điều, đạo đức giả, để tiêu diệt một bọn phản quốc chính là trách nhiệm của người dân Việt Nam. Tổ quốc Việt Nam là của người Việt Nam, không phải là thuộc quyền sở hữu của cái đảng độc tài Cộng sản Việt Nam.